Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với lễ trao giải của mùa giải năm nay. Một mùa giải rất đáng nhớ đối với các cầu thủ nhí của chúng ta. Theo thông tin nhận được từ ban tổ chức thì chúng ta sẽ có lễ trao giải ngay sau khi trận chung kết của giải đấu kết thúc. Các giải thưởng sẽ được trao cho tổ trọng tài xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, 10 cầu thủ tiêu biểu của giải đấu, giải phong cách động lực và hai đội giải ba cùng với giải nhì và chức vô địch dành cho đội vô địch ở mùa giải năm nay. Giải thưởng dành cho tổ trọng tài xuất sắc nhất ở giải đấu năm nay, đó là giải thưởng đầu tiên. Thái Bá Bảo Hoàng. Các giải thưởng xuất sắc nhất dành cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, đó là Thái Báo Bảo Hoàng với một phân lưới, cùng với đó là cầu thủ xuất sắc nhất và thủ thành xuất sắc nhất được trao cho thủ thành của Sông Lam Nghệ An, đó là Phạm Doãn Gia Bảo. Như vậy thì đó là một cú đúc của cầu thủ Thái Báo Bảo Hoàng, đội trưởng của đội bóng Sư Nghệ. Cầu thủ Trương Văn Tài số 7 Sông Lam Nghệ An. Chúc mừng cầu thủ Phùng Văn Nguyễn
trên mảnh các bạn, đây là 10 cầu thủ tiêu biểu của giải đấu. Với chúng ta quan sát thì có thấy rằng số đông đó là các cầu thủ tới từ Sông Lam Nghệ An, bao gồm Thủ Thành, Gia Bảo, các cầu thủ số 8 Đức Anh, số 4 Bảo Hoàng, số 7 Văn Tài. Số 11 Văn Nguyễn. Bên phía Hải An Tây Ninh họ cũng có mặt hai cầu thủ đó là Gia Bảo, cùng với đó là Hữu Quang. Bên phía Sông Lam Nghệ An họ có các cầu thủ Đức Anh, Bảo Hoàng, cùng với đó là Văn Ngọc. Giải phong cách Milo được trao cho Hải An Tây Ninh. Như vậy thì giải phong cách động lực được trao cho Navi Phú Nhuận Sài Gòn. Chúng ta có hai giải phong cách tới từ hai nhà tài trợ. Sẽ có hai đội nhận giải ba và sẽ được trao huy chương đồng cho mùa giải năm nay, đó là Navi Phú Nhuận Sài Gòn.
Navin Phú Nhuận Sài Gòn đã có một giải đấu hay mùa giải năm nay. Xin chúc mừng các cầu thủ Navi Phú Nhuận Sài Gòn và xin hẹn gặp lại tất cả giải U13 toàn quốc năm sau. TNT VSH là cái tên tiếp theo sẽ được trao thưởng và lãnh huy chương ở trong giải đấu năm nay với vị trí thứ 3. Huy chương đồng dành cho các cầu thủ TNT VSH là hoàn toàn xứng đáng. TNT VSH cũng đã có một giải đấu hay và thành công ở giải đấu năm nay với lối chơi quyến rũ và đội hình là đồng đều. Cầu thủ TNT VSH đã mang đến cho giải đấu những màu sắc cực kỳ rực rỡ ở trong giải đấu năm nay với những trận cầu mãn nhãn. Xin chúc mừng các cầu thủ nhí của chúng ta. Ở giải đấu năm nay khi mà vòng tứ kết kết thúc thì những cái tên bị loại và được coi là đáng tiếc nhất khi không thể ghi tên mình vào chơi trong vòng bán kết đó là Gia Bảo Hải Dương, đó là Đắk Lắk và đặc biệt là Việt Hùng Thanh Hóa. Việt Hùng Thanh Hóa cùng với Navi Phú Nhuận Sài Gòn đã tạo lên một cơn địa chấn tại nhà thi đấu của tỉnh Khánh Hòa ở trong trận tứ kết với một trận đấu có kịch bản là không tưởng. Một trận cầu rất hay và đến bây giờ thì rất nhiều người phải nhắc lại trong trận đấu đó. Xin chúc mừng các cầu thủ. Chào mừng các bạn, đây là TNT VSH, đội bóng đồng rằng giải 3 ở mùa giải năm nay. Xin chúc mừng ban huấn luyện cũng như các cầu thủ nhí của TNT VSH.
Vâng, Hải An Tây Ninh sẽ là cái tên tiếp theo lên nhận thưởng ở giải đấu năm nay với vị trí á quân. Cầu thủ Hải An Tây Ninh đã có một trận chung kết là rực rỡ trước nhà vô địch Sông Lam Nghệ An. Họ chỉ để thua đội vô địch của giải đấu năm nay ở những phút bù giờ. Nếu trụ thêm được 2 phút 30 giây bù giờ nữa, cầu thủ Hải An Tây Ninh hoàn toàn có thể làm nên chuyện khi trận đấu bước sang loạt đá luân lưu may rủi. Tuy nhiên, may mắn cùng với đó là bản lĩnh của cầu thủ Xứ Nghệ đã mỉm cười với cầu thủ áo vàng. Và chúng ta sẽ lỡ hẹn với chức vô địch dành cho Hải An Tây Ninh ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, các cầu thủ Hải An Tây Ninh họ rời giải đấu với một thế ngẩng cao đầu. Một giải đấu cực kỳ thành công đối với các cầu thủ áo xanh. Và xin chúc mừng các cầu thủ Hải An Tây Ninh. Và bây giờ là khoảnh khắc quan trọng nhất của mùa giải, khi mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ được xướng tên. Xin chúc mừng các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An với một giải đấu cực kỳ thành công. Họ đã mang về chức vô địch có lẽ là rất nhiều rồi. Ở giải bóng đá U11 toàn quốc cũng như các giải đấu trẻ thì Sông Lam Nghệ An luôn là một thế lực của các giải đấu. Và năm nay những người con Xứ Nghệ lại mang về cho Sông Lam Nghệ An một chức vô địch nữa, khép lại một mùa giải thành công của các cầu thủ nhí. Mùa giải đá điểm và chúng ta cùng chúc mừng các cầu thủ Xứ Nghệ. U11 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn xứng đáng với giải đấu năm nay, hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch này. Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, ban huấn luyện và các cầu thủ áo vàng. Vâng, thời khắc kết thúc giải đấu đá điểm và chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi giải đấu, cổ vũ cho giải đấu và theo dõi những bước chạy, bước chân của các em trên nhà thi đấu của tỉnh Khánh Hòa. Một lần nữa xin thay mặt cho ban tổ chức, các nhà tài trợ cùng với các đơn vị đồng hành và địa phương Khánh Hòa, nơi chủ nhà đăng cai giải đấu năm nay, một lần nữa xin cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những giải đấu sau. Xin chào và hẹn gặp lại.